Okay, now we read the new word first in unit 31. A monk, nói chung luôn muối. The dark. Dark nó chỉ con miếng mini thang ngọn ngật. Phần ta xong đau từ lời niềm. Thông ra chúng ta đợi con miếng trên từ trên niềm. Okay, now look at chapter 11. I can remember everything. Khiêm ai chăm chăm với vậy tầng ổn. Unit 31. Viết weekend. Viết viết mình thay chùm lại. Weekend mình là ngày trong sắp ra. Ngày trong sắp ra chùm lại rứ. What happened? Ta với cả là viết weekend. Ta ngày trong sắp ra. Đó chùm lại rứ. Look at the picture. Lấy một rụp hiếp. What is happening? Ta với công phong cả lại. Ok. Nó có nghe mê rin ấy cứ miên cô ổng nó. Describing and recalling a memory. Chứ nó có mê rin nó cứ bỏ lần cho bạn. Bạn phì đi. Bạn hà năng. Why is Bopha sick? Hai đầu ấy bố pha chữ. Listen and check. Đáp hai nâng phí nợt mờ. Tọc ôn sạp tương ọc nế. Bê sạp ôn ai mơ nợ tùm bò bì rồi anh phênh phấl. Thếp tọc mối chạch xa mối chạch mùi. Tọc ôn mơ tương ọc nế. Tape script 11.31.1. What's wrong, Bopha? I feel sick. I don't think I can go to school today. Oh, Bopha, what's wrong? Is it your stomach? Yeah, and my head, and my legs, and it's really bad. Why? What did you do yesterday? Not much. I just went to the shops. Oh yeah? Who did you do that with? Just Tom. Why? Tom wanted to see my brother. Tom and Linda think he's cool. You don't sound sick, Bopha. Oh, but I am. And where did you go after that? We went to get something to eat. What did you eat? Just rice and vegetables. That sounds okay. What time did you get home? 6. Then I watched TV. So, what made you sick? Hi, Bopha. Do you have your homework ready? Remember, it's really important. I didn't do anything yesterday. I only did my homework. Where's yours? Well, I think we know why Bopha's sick. Hello, the group bought prior iPhone stuff to clean the temple. I can't go to school. Human item salary day. Darani Jay, what's wrong? Mean by a Bopha? Cock a Bopha? Bopha Jay Tap. Oh, I feel sick. Khiom chư. Feeling me around. Nghĩa là khiom me around chư. Nghĩa là khiom chư. I don't think. Khiom mình cất thả. I can't go to school today. Khiom mình ai tâu sẽ là riêng thế thằng ai nị. Dara. Oh. So far. Oh, Bopha. What's wrong? Ta miên bà nhà ấy. Is it your stomach? Ta vi cứ chìa. Cổ bẹt vi cứ gọi phô. Rồi bỏ nẹ rứ cho người này chùi phô hát. Stomach nó cứ phô, vậy nó ta phô, bà phô nó. Bopha, yes, and my head, hai nâng cơ ba là bậc nhầm. And my leg, hai nâng chương bậc nhầm. And it really bad, hai vía, mình là o mình tè, mình là ác rộng mình tè. So Paul dạy thằng, why had a, what did you do yesterday? Ta nhạc bàn thua với ca phí mật sơ mình. Bopha, not much, mình chán tè. I just went to the shop. Khiom kron tại bàn tàu hàng. Dara. Oh yes. Who did you do?
đẹp vị ta đã ban thưa lúc chỉ môi là ná bộ phát như vậy thả just Tom có răng tay chỉ môi Tom thì đã ra như vậy thả why had a bộ phát như vậy Tom wanted to see my brother Tom chân chụp bóng pra rộp nhầm Tom and Linda sing Tom and Linda cất thả his cool Dara, you don't sound sick, nè. Mở tâm một đôi chìa mình chưa thế. Bopha. Bopha dây thả, oh, but I am. Có bàn tay thế nhộng. Dara dây thả. And where did you go up to then? Ta nè bàn tổ nà khắc bần tổ bì nụ. Bopha dây thả. We went to get something to eat. Nhưng bàn tổ rộp vầy vầy nhằm. So Paul. What did you eat? Ta đã ban nhằm ở vầy khá. Bộ phà. Just rice and vegetable. Còn tại bái. Hai nâng bần lại. Vegetable. So Paul. That sound okay. Nước. Lưu thơ đưa chị okay. Mình ấy thế. What time did you get home? Ta đã một lọc tiếc nó mong bần mạng. Bộ phà. Six mong bần môi. Then I watch TV. Bần tỏ mốc cho mơ tu được tu. So Paul say, so what made you sick? Did you ta away the toy next to Linda, hi Bopha. So today Bopha, do you have your homework ready? Ta nè, for homework ba nè rui hai rư. Remember, chàng chàng, it's really important. Vì xong khăn mệnh tèn. I didn't do anything yesterday. Khi mình bàn phơ vầy vầy, ta phí mật sơ mệnh tèn. I only did my homework. Nhưng bạn thua homework rồi bỏ nhầm đại. Where are yours? Ta rồi bỏ nhẹ nó cứ nào ảnh nà. Bố phà. Well. Đà ra. I think nhóm cất thả. We know why bố phà sick. Nhóm cất thả hát ở vấy. Ở nhóm cất thả dựng lần ta hát ấy bàn chìa bố phà. Chừ. Ok. Ta dựng ta lọc mà tâm bộ và dựng đi vấn. Bất sân phụ ôn đáp ảnh bác ôn ai bớt xa răng bình. Answer the question about Bopha weekend. Chỉ lời xong lúa, ông phí, ngay trong sập đá ra bóp Bopha. 1. How does Bopha feel? Ta Bopha mẹ rõm dạng đôi mẹ lệch. She feels sick. Nên mẹ rõm chư. Mẹ rõm chư. Feel sick nâng chư. What hurt? Ta quấy thua ở chư chậm. Thua ở chư. Her stomach, poor robot liếng. Her arm, lay robot liếng. Or her foot, rứa cơ chương robot liếng. Where did she go yesterday? Ta nẹ bà, ta niêng bàn tờ ná ca phí mật sờ mình. 4. Who did she go with? Ta niêng bàn tờ chỉ muốn là what did Linda do yesterday? Ta Linda bàn thừa với ca phí mật sờ mình. Did Bopha do her homework yesterday? Ta bố phà thua homework rồi bỏ liền ca phì mật sơ mình rứ. Does Dara sing? Bố phà is sick. Ta Dara cất thả bố phà chư rứ. Nhưng bố này trả lời xong luôn nâng bán. Bố mơ thêm nó càng chống phì rồi mà phải một phát lời. Thực rụ bỏ bánh mình. Read about Nika weekend. An ông phí ngay trong sắp đá rồi bỏ Nika. What was special about it? Ta với bí xếp ông phì việc. Last weekend, ca bị ngay trong sắp đá môn, I went rollerblading, khiêm bàn tư chích rollerblading. I went with my dad, khiêm bàn tư chỉ mùi pha rồi bọc nhộng, and my friends, ai nâng mật phía rồi bọc nhộng. We went rollerblading, dương bàn tư chích rollerblading, rollerblading là chỉ được ski lắm. Because we love it, vì phụ dương chưa chết việc, we went to the basketball court. Dương ban tàu tàng lên basketball court nó cứ tàng dương là bỏ ra từ là cái nó lại này near the school nơi chất xa là điểm. We eat rice dương nhâm bài we eat ice cream dương nhâm cà ràng mình ai vậy này ice cream dương nhâm cà ràng. We got back home dương ban tàu lọc một tèo với nơi mòn prám xam xa mì tìm. It was a big day. Vì chết ngay đó thùng hồi. Ngay đó thùng hồi. Ngay nó cứ còn vừa trả nó tạm nữa.
Imagine you are Nika. Sermang samai tha nek kui chi Nika. Answer the question. Khlai som lu. What did you do? Ta nek ban thua vai khlai. Who did you go? Who did you do that with? Ta nek thua nuk chi mui nan la. Why did you do it? Ha da vai nek thua vi. 4. Where did you go? Ta nek ton la. 5. Where did you eat? Ta nek ban nyam away khlai. When did you get back home? Ta nek ban nyam, ta nek ban talop mok teh huynh nuk pe na. Sing about last Sunday. Kết ẩm pi thang ngay ở tất môn. Answer the question about you. Chlai xung lúa ẩm pi nè. Now, use your note. Hãy lâu ní pra ca cọt tra ra bọt nè. To write, đâm bay sơ xế. About your weekend. Ẩm pi thang ngay chong sắp đá. Rồi bọt nè. Tell your friend about your weekend. Chân lại ní lực rù thọt chì vị tổ chân mình ai chạy ôn. Thưa ca chì cụ anh thế. What happened? Ta với ban cả là it was the scariest thing ever. Vì cứ chơi vậy với đại quầy khai. Scary, nè, quầy khai bằng phát á. Here are some things from today's story. Nè, cứ chơi vậy với một bì rưỡng ngày nè. Can you guess this story? Ta nè ai kì rưỡng nâng bàn tế. Some ghosts. Mọi khắc, xăm mắng, rơ xong khắc, a bad grey. Look at the picture, lấy mơ rụp hiếp. How does the boy feel? Why? Tất mình bỏ nó mẹ ra mẹ mạch đá. Hãy đưa vậy, chừng mơ rụp hiếp mới được mọi mọi. Ok, tỏa, group bỏ nè bốn sắp. Read and listen, stop. And check hay nâng pin nhật mờ your guess ca tục tiết rồi bọn nè. When I was 10, nơi bê đại khi ông mà dụ đọc chân nặng. I went and lived in Pagoda. Khi ông bàn ruột nấu, khi ông bàn tấu hay ruột nấu khăn ông vọt. To help the man, tầm bay chuối bà xong. I remember my first day. Khi ông chọn chăm ngay đồng bốn rồi bọc nhộm. I was very happy khi ông sợ bài chật nặng. I got a new bedroom. Khiom miên bận tục, mình là khiom từ tu ban là bận tục kê mùi. Other boy, khiom là tay tiết sleep in three with me. Khiom là tay tiết kê nia bay nhẹ chỉ một khiom. They were very nice. Phụ kê nó vừa lọ na. They helped me make my bed. Phụ kê quạt nó, phụ kê nó chui khiom rìu trong kề bọc khiom. But then they said. Có bằng tay bằng tọa mốc của cái này dạy thả. There are ghosts here. Mình không có nơi tìm này. Don't get out of bed. Cùng chênh bị kẻ. They are angry ghosts. Phụ quý cứ chỉ không có đã khẩn. Chọn cũng hơn. And they can hurt you. Hai phụ vì nâng ai vừa bảo nhẹ. Remember trong chẳng. Don't get up. Cùng crowd bị kẻ. I was so scared. Nhưng khai nạn. I went to bed, chấm tục kênh. But I didn't sleep, còn tác chấm mình kênh thế. I listened for the ghost, chấm bàn đập, xô xung lý khám mỏi. After one hour, bàn tốt mùi mong rời mốc, it was dark, viên ngồi ngực. I couldn't see anything, chấm mình ai khơi vầy vầy tê nộp bề nộp. There was a big bang, viên xô xung lý, cắt đèn lươn mùi. Bịt bịt lưng thống, bèn lưu xô cắt đèn thống mùi. Next to my bed, nơi chọc mình kre ra bọc nhộm. The ghosts come out. They were angry. Phụ huyến nâng khẳng. They were sad. Phụ huyến kìm kròm phòng đạc. I heard crying. Khi ông lưu sô xùm lê nhung. They wanted to hurt someone. Phụ kê chong phụ bạc nâng 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 nâng. I was really scared. Khi ông phê khai mình tệ. But I didn't get up. Còn bằng tay khi mình bàn cậu bị kênh thề. I stay in bed khi ông nơi lời kẻ. Next morning, bật bằng tốt, I was very tired khi ông hot nà. But I was very happy. Còn bằng tay khi ông sắp bài chật. The night before, dục muốn, I stay in bed khi ông kênh nơi lời kẻ.
away nơi ngay bị khám ọt. And I didn't get out of bed. Hãy cho mình bán chênh bị kre tế. Nó bê nó. So the ghost, đi thích khám ọt mình bán phơ bạp nhóm tế. I feel brave, nhóm khá hàn. Phải lắc mọ biệt feel mẹ rõm. Bạn ta dừng bạch chăm bọt thăm mẹ rõm tế. Provision linking word. Brave khá hàn. The boy said, mình bán nó nì dây thả. We're sorry, young. They aren't really ghosts, mình miễn khmoy mẹn tên. We wanted to scare you, young chong, for nẹ phê khla. But you were brave, có bản thân nẹ khla hàn. We were friends after that, young cư chùm bật nẹ phía bần tò kì nông mọ. Ok. Tọc khôn sạp. Tiếng ọc nế. Đọc thêm như tam đó, mà lâu được rụt bọ bà hỏi á. Đọc mà đó. 11.31.2 When I was 10, I went and lived in a pagoda to help the monks. I remember my first day. I was very happy. I got a new bedroom. Other boys slept in there with me. They were nice. They helped me make my bed. But then they said, "There are ghosts here. Don't get out of bed. They are angry ghosts and they can hurt you. Remember, don't get up." I was so scared. I went to bed, but I didn't sleep. I listened for the ghosts. After an hour, it was dark. I couldn't see anything. Then, there was a big bang next to my bed. The ghosts! They were angry. They were sad too. I heard crying. They wanted to hurt someone. I was really scared, but I didn't get up. I stayed in bed. The next morning, I was very tired, but I was very happy. The night before, I stayed in bed away from the ghosts, and I didn't get out of bed once, so the ghosts didn't hurt me. I felt brave. The boy said, "We are sorry. They aren't really ghosts. We wanted to scare you, but you were brave. We were friends after that." We are sorry. Ni mi nei ta yeung som tos. Ba lu kru mon bot tha yeung sok sdai. Ate, we are sorry. Ni mi nei yeung som tos. Nhưng bất sân con đọc bật bàn của con ai mơ xa lần với. Answer the question. Fly xin lúa. Ông bí ca chong chẳng là phê khlai cho bọc bồn à. Scary, scary là phê khlai. Memory cứ ca chong chẳng. One. How old was bồn à? Ta bồn à ở dụ bồn mán. He was 10 years old, quát ở dụ đọc cho năm hai. Can he remember his first day? Ta quát ai chong chăm, ngay đồng bồn rồi bỏ quát thế. 3. Why did the boy tell him to stay in bed? Had a way, mình bỏ tình ọc, prap quát ai nấu lời kre. Did Bona sleep? Ta Bona kênh thế. Did Bona stay in bed? Ta bồn nà nông mình là nông tài lời kre tế. 6. How did Bona feel the next morning? Ta bồn nà bị rộng dòng mạch nông bực bằng tổ này. Who made the ghost sound? Ta nà nà thua ở khu mòi những miên lưu sâu xùm lên. The ghost khu mòi rưu có khu mây bỏ được tế tiền. Were Bona and the other boy friend up to that. Ta bồn nà hai nâng mật phẹ rô bò mê là tây tiết nâng cư nòi nà bọn tò phì nô. Và chẳng lẽ ni other boy friend mật bò hát. Bồn ai mơ ăn tò bọt ni hay chlai xùm lô đi kruôn ai mơ. Chlai bàn thế. Which of these things ta mùi nà nơi vầy vầy tình nít để nẹ phê khlai. Scare of why had I. Ghost, come on. Monster, mà nước chùm lại, sắt chùm lại. Cleaning your room, xùm át bằng tốt rồi bằng nè. The dark, tì ngồi ngực. Having no friend, mình biến mật phẹ. Dog, sky. Girl, mình stray. Boy, mình pro. Sing off about a time, kết ẩm pi phê liền muối để nẹ phê khlai mình tên. Make note thuê ca cột trá ẩm pi vầy vầy thằng ổn nhị. How old were you? Ta nẹ ảy dụ phần màn hỏi. Where were you? Ta nẹ nào ảy nà.
What were you scared of? Ta nè phay khlaj away. Why was it scary? Had a way we could phay khlaj. Who was with you? Ta nè nà nâu chì mùi nè. What happened? Ta away cả láng nó ai chông mình chông nì rường. Were you okay? Ta nè okay thế. What were you scared of? Ta nè phay khlaj away. Why were you scared of your sister? Had a way ban chìa. Nè. Vừa ơi. Bong sray đồ bong nè nè. Phay khlaj. I was scared of my sister. Khyom vừa ơi. Bong sray đồ bong nhóm nâng cứ khlaj. Phay khlaj. I ate all her candy. Khyom ban nhóm score crop đồ bong liếng. Tâm ọ. Ok. They are important to me. Nước sống khăn nè. Châm phục nhộm. Look at these people. Cô lấy mơ mừng nế tình ổn nế. My the picture. Cô con rụp hiệp. Just guess. Còn đẹp tì. My friend. Mất phẹt đà lọ bổng phận. The teacher. Cô vùng riêng mà nè. A neighbor. Nét chất khang mà nè. Brand, band, band nó cứ crom á, band nó bị crom, band, crom dùng riêng nó học band. Who is important to you? Nó ná sông khăn trong bộ nè. Lot of people, mình đúng nghĩa gì chán. My family, cửa xa là bọc nhóm. My friend, mật phẹt là bọc nhóm. And my neighbor, hai nền nạ chất khác là bọc nhóm. What's your neighbor name? Ta chmua rồi bỏ nẹ chất khá rồi bỏ nẹ nó cứ chmua ấy. Song. Why is he important to you? Ta long ta thật. Ok, là cựu bọc prai bọn sạp sạp mấy. They are important to me. Bộ viết dòng khăn nà chung bộ nhóm. Look at these people. Ta lấy mơ mà nông nế tiếng ổn đi. Might the picture cụ con rụp hiếp. Just a guess. Just guess. Còn ta tìa vậy. My friend, mật phẹt đã lo bằng phót. Teacher, cựu bằng riêng. Neighbor, nẹ chất kháng. Band, crom chùm riêng. Who is important to you? Ta nà ná, xong khăn chùm bột nè. Lot of people, mù lùm riêng chì chẳng. My family, cựu xa rà bọc nhóm. My friend, mật phẹt rà bọc nhóm. And my neighbor, hai nè nẹ chất kháng rà bọc nhóm. What's your neighbor name? Ta chùm mù nẹ chất kháng rà bọc nẹ nó cứ vậy. Song. Why is he important to you? Had away, quát nâng xong khăn chung bù nè. Well, we talk every day. Dương bàn chạy chạy kia chỉ riêng rật ngài. He really listened to me. Really nâng bật bật cót nâng gư có mẹn tèn. Mình là quát sạp nhau mẹn tèn. And sometimes, hát chun cả. We have dinner. Dương nhau mà hà bê là nghe chì mùi kia phòng đài. Oswald. When did you meet? Ta nè ban chụp nè lâu bè nà. 5 years ago, pram chanam môn. That when some started living next door, nè bè đà xóm chạp đàm rùn nâu chết khanh. Next door, nè cho người ta rùn nâu chết khanh. Bởi dân bọ bị vì mùi mùi nịch nè bận to. Đó, đó nè mùi nà thuyền. Bởi nè next door, live next door, nè cứ rùn nâu chết khanh. Môn nì. Who is important to you? Ta nà ná xong khăn chăm bộ nè. Allow my family and friend. Khiom chơi chất cổ xa rồi bọc nhóm. Hai nâng mật phẹt. But allow music too. Còn bần tái khiom chơi chất lần trái phòng đài. Cambodian Space Project. Cùng rộng Cambodian Space Project. Nâng cứ chia. Cống chùm riêng để chơi chất chuyên kê rồi bọc nhóm. Hai nam sray thi is the best singer cư chi nẹ chùm riêng đà lò vòng phót lưu lưu lưu. Trên Cambodian Space Project cư chi chùm mô cọng chùm riêng bà kê. When did you meet her? Ta đã ban chụp riêng lập bè ná. Well, I didn't meet her. Khi em mình ban chụp riêng tề. But I went to her concert. Có bằng tác trong ban tàu concert. Cả bộ công lần trái rồi. But I went to her concert.
Có bình tác trong ban tàu ca của công lần trai được bằng liền. Hai trong ban rõm hay là rõm, rõm mới rõm. It was really cool. And she smiled, hai nhìn 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 at me đặc nhìn. I think trong cách thà nhìn chơi chất ca rõm rõm bọc nhìn. What was your favorite song at the concert? Ta bọt trong riêng để chơi chất chinh kê rõm bọc nhìn cư vậy. Now ai ca của công lần trai nhìn. Nhi kia xe chia tay được cả. I am 16 years old. Nhưng mà dụ đọc ra môi chân nằm. It an old song. Vìa cứ chịu bọt chùm riêng chạc mùi. Đài rốt xa rãi xuất thiệp. She was great. Nhiên ở chà nà. She's my dead favorite singer. Nhiên cứ chịu nạ chùm riêng để chô chạch sinh kế rồi bọt ba rồi bọt nhầm. Chân thủ. Who is important to you? Ta là ná xong khánh trong buộc nè. My teacher, kru rồi bọc nhóm. She is great, niên ở chà nà. She always tell me, niên tay cho bạc nhóm. I can do everything. Khiếm ai thua vầy vầy tình ọ. She make me feel smart. Niên thua ở khiếm mẹ rõm tha, smart, chlạc. Do you study with her now? Ta nè, sắc xa cho mùi niên tế ở lâu. Yes, I do. We have her. Dương miên niềm xâm rập phía sạc máy. Hay nâng bà rằng trong dịch thai dương ban riêng chỉ mỗi niếng, mỗi quạt nó, phía sạc máy là phía sạc bà rằng. When did you meet? Ta nẹ bàn chụp khi nập bề nà. Well, really, but nah. She's my mom, quạt cứ chỉ mạ rồi bọc nhóm. And she's my sister, hai quạt nó cứ chỉ cừu rồi bọc nhóm. I met her, khiến bàn chụp quạt. Nó về đây khi ông cắt, I guess khi ông tiến. Tạm khi ông tiến á, khi ông chụp quát đang được khi ông cắt. Bà nhà. Who is important to you? Ta là nà xâm khăn trong buồn nè. I know, khi ông đặng. My best friend Nari, mất đại lòng phát bọc khi ông cứ Nari. We do everything together. Dưới bàn thơ vầy vầy chì mùi khả niệm. Where did you meet? Ta nẹ bàn chụp nhiên đâu cần lại nà. We met on first day. Dương bàn chụp nhiên đâu thường ngày đồng bồ, nó ai xa là. I saw Nari, saw một biện xì. Dương bàn khơi bàn chụp Nari lên, play khả lên làn. And that's my favorite game too. Hai nụ cư chia game để chơi chân đi kê rồi bọc nhóm phòng đại. What do you like doing together? Ta nè chơi chất thua với chừng mùi kia. We love going fishing. Dương chơi chất tàu sủi trái. Going for a walk tàu đà lế. And swimming hay hai tật. Nari is better at swimming than me. Nari bù cái thang hai tật chuyên khuyên. Good at nó cứ bù cái thang. Đó kì đã better at nó bù cái chuyên. Ok, ta ôn sạp tình ọc lế. Note tape ni. Read, listen, and check your guess. 11.31.2 When I was 10, I went and lived in a pagoda to help the monks. I remember my first day. I was very happy. I got a new bedroom. Other boys slept in there with me. They were nice. They helped me make my bed. But then they said, there are ghosts here. Don't get out of bed. They are angry ghosts and they can hurt you. Remember, don't get up. I was so scared. I went to bed, but I didn't sleep. I listened for the ghosts. After an hour, it was dark. I couldn't see anything. Then there was a big bang next to my bed. The ghosts. They were angry. They were sad too. I heard crying. They wanted to hurt someone. I was really scared, but I didn't get up. I stayed in bed. The next morning, I was very tired, but I was very happy. The night before, I stayed in bed away from the ghosts, and I didn't get out of bed once, so the ghosts didn't hurt me. I felt brave. The boy said, "We are sorry. There aren't really ghosts. We wanted to scare you, but you were brave. We were friends after that." Script not line 227. Đọc môi chạy xa môi chạy bày. Tập ôn mơ nó tùm phò nâng tình ọc nế.
227, test script 11.31.3. Script 11.31.3. Dallas, who is important to you? Lots of people, my family, my friends, and my neighbor. What's your neighbor's name? Sam. Why is he important to you? Well, we talk every day. He really listens to me. And sometimes we have dinner together as well. When did you meet? 5 years ago. That's when Sam started living next door. Moni, who's important to you? I love my family and friends, but I love music too. Cambodia's Best Project is my favorite band, and Sreti is the best singer in the world. When did you meet her? Well, I didn't meet her, but I went to a concert, and I danced and danced. It was really cool, and she smiled at me. I think she liked my dancing. What was your favorite song at the concert? I am 16 years old. It's an old song by Rosalie Sotir. She was great. She's my dad's favorite singer. Chantu, who is important to you? My teacher. She is great. She always tells me I can do anything. She makes me feel smart. Do you study with her now? Yes, I do. We have her for Khmer and French. When did you meet? Well, really, she's my mom and she's my teacher. I met her when I was born, I guess. Tanya, who is important to you? I know, my best friend Nari. We do everything together. Where did you meet? We met on the first day of school. I saw Nari playing cards, and that's my favorite game too. What do you like doing together? We love going fishing, going for walks and swimming. Nari is better at swimming than me. Okay, now trong cái dân mờ tùng bò nó có bán như thế, mờ tùng bò hàng trống có bán. Answer the question. What Dalis is neighbor name? Ta chú mua nạc chất khang là what Dalis? Cứ vậy, Song. How often do Dalis and Song talk? Ta Dalis hay nên Song như vậy khi bằng mạng đó. How long ago did they meet? Ta bộ kia, bộ quạt ban chụp kia dạ về bằng mạng hay. Who is Moni's favorite singer? Ta lại chùm riêng để chơi chất trên kia là bằng Moni cứ chết nạn nạn. What did Moni do at Cambodian Space Project Concert? Ta Moni thua quái nó at Cambodian Space Project Concert. How does Chan Thu teacher make her feel? Ta kru rồi bỏ Chan Thu miên là rong dạng mạch. Miên là thua ở nướng miên rong dạng mạch. What subject does Chan Thu mom teach her? Ta mạ rồi bỏ Chan Thu bằng riêng liêng một cái chia vậy khá. What did Panya see? Ta Panya khơi như vậy, mình là chụp vậy. Nari còn bông phơ, mình là ta Panya khơi Nari còn bông thua ấy, nó thường ngay đồng bông nó ai xa lá. Ta Panya khơi Nari còn bông thua ấy, nó ai xa lá, nó thường ngay đồng bông. Who is best at swimming? Ta là ná bộ cài khang hai tất bông phật. Nari rứa cọc Panya. Bọn ai chạy lại xong luôn nâng bán cứ mơ ạ tầm bọt ní cứ bọn ai chạy lại bán. Talk about you, ca nhìn dây ông phì nè. Take in turn, lô chì về nâng nế, đồng bày xuống nâng chạy lại xong luôn chì môi đai cú rồi bọt nè. Who is your favorite neighbor? Ta nè chất ca để chơi chất sinh kê rồi bọt nè, cứ chất nâng nè. Who is your favorite singer? Ta nè chùm riêng để chơi chất sinh kê rồi bọt nè, cứ chất nâng nè. Who is your best friend? Ta mật phẹt đã lo ông phật bỏ nẹ nâng cư chân nâng nà. Who is your favorite teacher? Ta cừu đã chô chất thiên kê rồi bỏ nẹ nâng cư chân nâng nà. Read this. What are Sutthia? What are Sichitta answer to the question? Ta chùm lai rồi bỏ Sichitta nâng cư vầy. Chùm bố xung lô. My brother is important to me. Bong phật bỏ nhóm xâm khăn nâng chùm bố nhóm. I don't remember. Nhưng mình bán trong trăm chụp quạt tế. Trong trăm là chụp quạt tế. I was a baby. Nhưng mà chị không mình tiêu ruộng là lại.
Bạn còn tết trong đăng thả thì o về quát tay ta lên chỉ một nhóm. Hai quát này dây một nhóm nó về là nhóm tìm cọng. We play dân lên cái lá chỉ một kia. Who is important to you? Ta là nà sẵn khăn trong buộc nè. Where did you meet? Ta nè bàn chụp nè nào ai nà. When did you meet? Ta nè bàn chụp nè nào bài nà. Why are they important to you? Hai đồ bấy bố kê sống khăn trong bố nè. What do you do together? Ta nè thua bấy chì mùi kì nè. Ok. Nông mì rì nít rù bàn bọ prai bằng dô chạc recording ở bốn sạc. Cứ cồn đó cứ phải lật video nì lãng nông bấy chùi bố đài rin xoay. Bốn ách mơ video bằng lục rù. Bởi bố đi nâu xa lạc hai. Và chẳng bố mơ bê nát các bạn. Bạn xong ở cuốn, bộ phần tình ở cuốn. Goodbye! Chúc nhiên bị điện tín, xa xa phí.